Chào mừng các bạn đã đến với buổi giới thiệu về nội dung của khóa học uh, Deep Learning. Trong buổi hôm nay, mình sẽ cung cấp cho các bạn những nội dung chính của khóa học này. Uh, trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về lĩnh vực AI. Vậy thì AI là gì? Những năm gần đây, nhờ nhờ sự phát triển của những mô hình, sức mạnh tính toán và dữ liệu lớn mà AI ngày càng trở nên phổ biến. Các ứng dụng của AI đang len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống. Các bạn có thể đã từng sử dụng uh, hoặc là tận hưởng lợi ích từ chúng mà có thể không nhận ra. Một số ứng dụng mình có thể kể đến đó là hệ thống tự động auto tag khuôn mặt dựa trên đầu vào là ảnh trên Facebook hay là trợ lý ảo của Apple, hệ thống gợi ý sản phẩm của Amazon, hệ thống gợi ý phim của Netflix hay là uh, máy chơi cờ vây AlphaGo của Google DeepMind có rất nhiều những ứng dụng có thể kể kể ra và uh, trên số được liệt kê uh, mình vừa liệt kê đó chỉ là uh, một số nhỏ trong vô vàn những ứng dụng của AI và machine learning AI là viết tắt của cụm từ artificial intelligence đây là một domain rất là rộng nó bao hàm cả hai lĩnh vực là machine learning và trong machine learning thì chúng ta có một lĩnh vực là deep learning AI là lĩnh vực giúp tạo ra trí thông minh nhân tạo. Lĩnh vực này sẽ tiếp tục mô phỏng quá trình suy nghĩ và tiếp thu kiến thức của con người và giúp cho máy móc có thể là đạt được khả năng hiểu biết như con người. Machine learning thì là một nhánh của AI và machine learning thì phát triển từ những năm 1980. Đây là lĩnh vực nghiên cứu ra những mô hình và thuật, và thuật toán giúp cho máy móc có thể thực hiện được các tác vụ như con người một cách tương đối chính xác mà không cần phải lập trình. Thì à, bắt đầu từ những năm 2010 nhờ sự phát triển của dữ liệu lớn được gắn nhãn mà năng lực tính toán và các cái kiến trúc mạng học sâu có điều kiện được phát triển. Và deep learning được biết à, kể từ đó à, được biết đến như là một nhánh độc lập tách rời khỏi machine learning và lĩnh vực này cho thấy khả năng học biểu diễn rất tốt cho những dữ liệu unstructured data chẳng hạn như là dữ liệu hình ảnh hoặc là dữ liệu văn bản dữ liệu âm thanh những đặc trưng của deep learning đó chính là những mô hình được huấn luyện thông qua một kiến trúc gồm nhiều tầng ẩn được sắp xếp dưới dạng end to end chính vì thế từ deep learning trong 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 deep learning có nghĩa là hàm ý về độ sâu của mạng neural network thể hiện qua rất nhiều tường ẩn được xếp chồng lên nhau. Mô hình được huấn luyện từ những kiến trúc này đã chứng minh được tính ưu việt so với các mô hình machine learning truyền thống như là logistic regression, SVM, KNN, hay random forest trong những tác vụ được huấn luyện trên dữ liệu lớn, đặc biệt là Đối với những dữ liệu unstructured à, data. Một trong những uh, phần cốt lõi của deep learning đó chính là mạng neuron network. Vậy thì như thế nào là một mạng neuron network? Chúng ta cùng xét một bài toán dự báo giá nhà. Thì đầu vào của chúng ta là uh, kích thước của ngôi nhà và biến mục tiêu là giá của ngôi nhà đó. Trên đồ thị minh họa, chúng ta có một đường thẳng biểu diễn mối quan hệ uh, giữa kích thước của ngôi nhà và giá nhà. Các uh, chấm tròn chính là giá trị thực tế của uh, những điểm dữ liệu này. Thì phương trình hồi quy giữa giá nhà theo kích thước của ngôi nhà có thể được biểu diễn là đường thẳng y bằng max của 0 x chữ a thì đường thẳng này chính là một hàm ReLU function mà chúng ta có thể thấy hình minh họa của nó ở đây là một đường gấp khúc thì uh, mô hình hồi quy tuyến tính uh, trong trường hợp này có thể uh, biểu diễn dưới dạng một simple neuron network với một unit khi đó thì chúng ta lấy đầu vào là kích thước của ngôi nhà và truyền vào relu function thông qua relu function để dự báo giá nhà thì um, kiến trúc này chỉ có một unit duy nhất nên nó là một dạng giản đơn của mạng neural network. Trong trường hợp phức tạp hơn, chúng ta có nhiều hơn một biến đầu vào. Chẳng hạn như nếu như chúng ta xét trong trường hợp này, chúng ta có các biến đầu vào là x1, kích thước của ngôi nhà, x2, số lượng phòng ngủ, x3, khoảng cách tới trung tâm và x4 là tỉnh thành và biến mục tiêu của chúng ta là giá nhà. À, những biến đầu vào từ x1 đến x4 thì có tác dụng là giải thích các nhân tố ẩn, là các biến trung gian như là facility of house development level hay workability. Thì thông qua những nhân tố ẩn này, chúng ta sẽ tiếp tục uh, hồi quy chúng. Uh, để dự báo cho biến mục tiêu price như vậy thì chúng ta thể thấy đây là một kiến trúc uh, điển hình của một mạng neuron network gồm có ba thành phần chính đó chính là uh, một input layer một hidden layer và một output layer các ký hiệu chấm tròn ở từng layer là những unit đại diện cho uh, một biến đây những ký hiệu trần tròn là những unit đại diện cho một biến và uh, thông thường thì sẽ có một unit uh, một đại diện cho hệ số tự do nhưng để đơn giản hóa thì chúng ta sẽ không thể hiện ở đây mũi tên kết nối giữa các unit uh, thể hiện cho hướng tính toán à uh, thì đầu của mũi tên sẽ là input unit thuộc layer liền trước và đích của mũi tên chính là output unit thuộc layer tiếp theo thì chẳng hạn như trong trường hợp mà chúng ta xét unit thứ nhất của hidden layer thì chúng ta thấy là có bốn mũi tên chỉ tới nó là từ x1 cho đến x4 thì cho thấy biến nhân tố ẩn này được tổ hợp tuyến tính từ những biến đầu vào là x1, x2, x3, x4. Và để nhằm tạo ra tính phi tuyến cho các cho cho các mô hình hồi quy của mạng neuron network, cho các mô hình của mạng neuron network thì chúng ta sẽ áp dụng các activation function Uh, giữa uh, các uh, hidden layer. Tức là sau khi chúng ta tổ hợp tuyến tính từ các biến x1, x2, x3, x4, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua một hàm activation để nhằm biến đổi biến uh, biến tại hidden layer. Và và sau khi đã uh, biến đổi phi tuyến những biến này thì chúng ta sử dụng chúng như là một đầu vào để tiếp tục dự báo cho các biến ở những layer tiếp theo. Và Đây là một kiến trúc đặc trưng của một mạng neuron network. Vậy thì ứng dụng của mạng neuron network như thế nào? Thì trên thực tế có rất nhiều các ứng dụng khác nhau được phát triển từ mạng neuron network có thể kể đến đó chính là à, những ứng dụng trong supervised Learning và Sell Supply Learning ở đây chúng ta à, có thể liệt kê một số ứng dụng như là dự báo giá nhà dựa trên kích thước của ngôi nhà thì đầu vào sẽ là kích thước của ngôi nhà và biến mục tiêu là giá của ngôi nhà đó hoặc là dự báo à, xem à, liệu một khách hàng có click vào một nội dung quảng cáo đã được xác kết từ hệ thống recommender system hay không cũng là một bài toán có thể ứng dụng mạng neural network thì biến đầu vào sẽ chính là bản mô tả về thông tin quảng cáo đó và những thông tin liên quan tới user biến mục tiêu sẽ là click hay không đối với lĩnh vực computer vision thì thông thường các đầu vào của chúng ta sẽ là bức ảnh. Chẳng hạn như trong bài toán phân loại ảnh thì chúng ta sẽ tìm cách dự báo nội dung của một bức ảnh thuộc về class nào. Bộ dữ liệu e ImageNet là một trong những bộ dữ liệu mà kích thước số lượng label khá là lớn, lên tới 1.000 class khác nhau bài toán emit object detection thì chúng ta sẽ hướng tới mục tiêu là dự báo không chỉ dự báo nhãn cho một bức ảnh mà chúng ta còn muốn khoanh vùng vị trí của vật thể xuất hiện trong bức ảnh đó bằng một bounding box và mục tiêu của chúng ta là dự báo tọa độ của bounding box đó kết hợp với nhãn của chúng trong nlp thì chúng ta có thể áp dụng những bài toán dịch máy từ ngôn ngữ tiếng Việt sang ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là uh, giải mã một đoạn audio sang dạng uh, transcript đó chính là bài toán speech recognition thì, thì đối với bài toán thứ nhất và bài toán thứ hai có thể áp dụng mạng Neuron network thông thường để chúng ta xây dựng những lớp mô hình dự báo. Còn bài toán thứ hai và thứ ba liên quan tới ảnh thì thông thường những kiến trúc về mạng CNN sẽ được sử dụng. Những bài toán liên quan tới các lớp mô hình sequence to sequence tức là đầu vào là những câu và đầu ra có thể là các câu văn bản thì Thông thường, lớp các mô hình INN và Transformer sẽ có hiệu quả trong những dạng bài toán như thế. Tại sao Deep Learning lại là một trong những... Um, tại sao hiện tại, thời điểm hiện tại lại là kỷ nguyên của Deep Learning? Thì chúng ta cùng xét một sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa kích thước của dữ liệu với um, performance của mô hình. Thì performance ở đây có nghĩa là độ chính xác. Chúng ta thể thấy là đối với các mô hình machine learning thì dường như uh, performance của mô hình sẽ không gia tăng theo kích thước của dữ liệu và chúng ta sẽ bị giới hạn trên bởi một, uh, một một ngưỡng cận trên về performance. Trong khi nếu như chúng ta sử dụng một mạng Uh, neuron có kích thước nhỏ thì có thể giúp cho performance tăng lên một chút Nếu sử dụng một mạng neuron có kích thước trung bình thì performance có thể là cải thiện hơn so với mạng neuron có kích thước nhỏ Và nếu như sử dụng một mạng neuron rất là lớn thì mô hình có thể cải thiện một cách uh, đáng kể theo sự gia tăng của kích thước dữ liệu như vậy chúng ta có thể thấy là đối với trường hợp mô hình có kích thước dữ liệu nhỏ thì không có một sự khác biệt đáng kể giữa các phương pháp machine learning và mạng neuron network nhưng khi dữ liệu gia tăng thì cho thấy một sự cách biệt lớn giữa mạng neuron network và những À, lớp mô hình machine learning truyền thống và dường như uh, mạng neural network đã tận dụng được ưu thế về uh, dữ liệu lớn và nó đã chứng minh được cái tính hiệu quả của nó đối với các uh, bộ dữ liệu lớn nên uh, deep learning đã tạo ra một trong những đột phá trong uh, thời điểm hiện tại và chúng ta có thể thấy uh, chúng ta có thể thấy rằng là uh, tại thời điểm hiện tại thì nhờ sự bùng nổ của dữ liệu lớn mà deep learning có cơ hội uh, được phát triển uh, thông thường thì những kiến trúc uh, Deep learning sẽ mang lại hiệu quả lớn đối với dữ liệu lớn bởi vì chúng ta có thể chúng ta có thể dễ dàng khởi tạo những kiến trúc mạng với độ sâu rất lớn và với số lượng tham số cực kỳ nhiều và những mạng neural network có kích thước lớn như vậy thì có khả năng biểu diễn rất là tốt trong không gian song không gian nhân tố nhân tố ẩn Light and Space và chính vì thế nên là những mạng Big Neuron Network đã tạo ra được những đột phá đối với việc huấn luyện trên những mạng neuron kích thước lớn Vậy thì những yếu tố nào đã thúc đẩy Deep Learning? Chúng ta có thể kể đến đó chính là sự sẵn có của dữ liệu, sức mạnh tính toán và sự phát triển của thuật toán. Thì ngày nay dữ liệu có ở khắp mọi nơi, từ các thiết bị IoT cho đến các ứng dụng về về web và app có rất nhiều uh, các bộ dữ liệu trong số chúng thì được uh, gắn nhãn một cách uh, chuẩn hóa như là bộ dữ liệu ImageNet của nhóm tác giả Fei-Fei đây là một trong những bộ dữ liệu đầu tiên ra đời vào năm 2009 đã giúp tạo ra một uh, chuẩn mực trong uh, uh, trong việc nghiên cứu và đánh giá các mô hình uh, deep learning kể từ sau bộ dữ liệu imitnet thì có rất nhiều các kiến trúc mạng neuron network được so sánh với nhau và minh chứng được tính hiệu quả của chúng so với các kiến trúc mạng khác dựa trên đánh giá trên bộ dữ liệu này đối với khả năng tính toán thì trước đây các cấu hình máy tính thường rất là yếu việc huấn luyện một mạng neuron network có thể tốn từ một vài tuần cho, cho tới thậm chí là một vài tháng và việc huấn luyện cũng rất là khó khăn bởi chúng ta không dễ dàng có thể khởi tạo được một kiến trúc mạng neural network do không có những framework hỗ trợ nhưng hiện nay thì với sự đa dạng của các cấu hình gpu cho phép những nhà nghiên cứu và các kỹ sư có thể lựa chọn được đa dạng các cấu hình khác nhau và việc huấn luyện một mạng neural network đã kéo dài đã đút ngắn thời gian xuống chỉ còn một vài giờ và chúng ta có rất nhiều lựa chọn khác nhau để khởi tạo một mạng neural network chẳng hạn như có thể bắt đầu từ những framework như TensorFlow, PyTorch, MXNet hoặc là Coffee. Sự bùng nổ của các mô hình, sự bùng nổ của các thuật toán cũng là một trong những yếu tố đã hỗ trợ các mô hình Deep Learning. Các kiến trúc trong mạng, các kiến trúc mạng CNN được sử dụng phổ biến trong các bài toán Computer Vision. Đối với những mô hình deploy trên các thiết bị yếu thì chúng ta có thể sử dụng Mobinet hoặc là screenness. Trong khi nếu như sử dụng mô hình Retrain để tạo ra uh, những mô hình có độ chính xác cao thì có thể sử dụng uh, các kiến trúc như ResNet hoặc là RedNex. Uh, trong uh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì ANN và Transformer là những kiến trúc uh, chứng minh được tính hiệu quả của nó và uh, những kiến trúc uh, phổ biến có thể kể đến trong ANN như là lstm và gru hay là blstm uh, bgru thường được sử dụng để dự báo trong những bài toán liên quan tới sequence không những là trong dự báo văn bản mà còn trong dự báo chuỗi thời gian transformer là một trong những kiến trúc uh, được sử dụng khá phổ biến trong các ở trong trong các um, tác vụ liên quan tới dịch máy uh, sentiment anal, uh, sentiment analysis uh, và các tác vụ liên quan tới text generation. Tuy nhiên thì hiện nay transformer cũng đã bắt đầu lấn sân sang uh, lĩnh vực computer vision và có rất nhiều những kiến trúc uh, uh, khởi nguồn từ transformer áp dụng trong các tác vụ về ảnh đã chứng minh được tính hiệu quả như là ViT hay là DAT Bên cạnh đó thì các uh, sự đột phá về optimizer cũng đã góp phần uh, giúp cho thuật toán Gradient Descent hội tụ nhanh hơn trong các tác vụ huấn luyện những sự cải tiến về loss function cũng giúp tạo ra những mô hình ngày một chuẩn xác hơn chúng ta bên cạnh đó cũng mạng ron network cũng được hỗ trợ bởi các phương pháp như best normalization và activation về khóa học này thì Ai sẽ phù hợp với khóa học này? À, khóa học này sẽ phù hợp với các đối tượng là các bạn sinh viên và các bạn học sinh và những người mới bắt đầu nghiên cứu về AI Đầu vào của khóa học sẽ không yêu cầu quá cao chúng ta chỉ cần hiểu biết cơ bản về Python về lập trình Python chẳng hạn như là Data Structure List, dict triple sets cách khởi tạo module class function trong Python và biết cách sử dụng git và command line về toán thì chúng ta chỉ cần những hiểu biết cơ bản về các phép tính trên ma trận và vector như là cộng trừ nhân chia đầu ra của khóa học là gì thì Khóa học này sẽ hướng tới mục tiêu là học viên sẽ có hiểu biết cơ bản và tổng quát về uh, lĩnh vực Deep Learning. Biết cách uh, như thế nào để train một mạng uh, Neural Network uh, có khả năng implement lại những uh, paper và kỹ năng deploy mô hình. Về nội dung của khóa học thì sẽ bao gồm 14 buổi. Trong đó, buổi 1, buổi 2 và buổi 3 sẽ củng cố các kiến thức về lập trình và toán. Đối với buổi 1 thì sẽ cung cấp cho các bạn các kiến trúc về các kiến thức về cấu trúc cơ sở dữ liệu trong Python vòng lặp hàm và class và cách sử dụng module cũng như là những kiến thức liên quan tới các toán tử trên ma trận vector và scalar buổi số 2 thì chúng ta sẽ đi vào và thực hành tensorflow và buổi số 3 là thực hành pytorch thì mục tiêu của buổi 2 và buổi 3 là các bạn có thể khởi tạo được những mạng Neuron network đầu tiên trên TensorFlow và PyTorch. Sang 14 thì chúng ta bắt đầu đi vào lý thuyết. Buổi 4 sẽ cung cấp cho các bạn góc nhìn toàn cảnh về những lý thuyết liên quan tới mạng Neuron network như là optimizer, loss function và đặc trưng của kiến trúc của một mạng neural network sẽ bao gồm những thành phần nào và hai quá trình feedforward và backpropagation để giúp uh, huấn luyện mô hình uh, kiến trúc uh, mạng neural network buổi năm thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu kiến trúc CNN với các um, nội dung cơ bản như là, như thế nào là một uh, Strike Convolution uh, Như thế nào là Max pooling Và kiến trúc chung của mạng CNN là gì Buổi 6 thì sẽ là Đi sâu vào kỹ thuật uh, học chuyển giao Transfer Learning và các kỹ thuật Data Augmentation Chúng ta sẽ hãy biết cách để Không phải xây dựng mô hình từ đầu mà tận dụng lại những uh, kiến thức đã được huấn luyện từ những mô hình tiền xử lý trước đó à, từ những mô hình đã được tiền huấn luyện trước đó và đây là những kỹ thuật hết sức là quan trọng nếu như chúng ta muốn tiết kiệm thời gian và chi phí tính toán cũng như cải thiện model performance một cách uh, đáng kể buổi số 7 chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với uh, bài toán object detection và image segmentation thông qua những kiến trúc phổ biến như uh, mạng RCNN, Fast RCNN, Faster RCNN trong uh, object detection và mạng U-Net trong kiến trúc image segmentation. thì two-stage object detection là kiến trúc bao gồm có hai giai đoạn giai đoạn thứ nhất là tìm kiếm những vùng đề xuất gọi là regional proposal và sau đó thì sẽ phân loại nội dung của những vùng đề xuất thông thường thì những kiến trúc mạng two state object detection sẽ có hiệu năng kém và tốc độ xử lý rất là chậm Uh, chính vì thế nên buổi số 8 chúng ta sẽ tìm hiểu sang một kiến trúc mạng mới Đó chính là Single State Object Detection Thì chúng ta sẽ uh, chỉ sử dụng uh, một mạng end-to-end -end, Kết hợp cả hai bước uh, là trích xuất những vùng đề xuất và phân loại nội dung của những vùng đề xuất này Chúng ta sẽ cùng được uh, tìm hiểu như thế nào là một Angle Base và phương pháp để dự báo một Bounding Box như thế nào Kỹ thuật nào được sử dụng để giảm thiểu số lượng các uh, Bounding Box không, không cần thiết Và chúng ta sẽ uh, tìm hiểu một số kiến trúc phổ biến trong Single State Object Detection như cholo SSDs hay là DenderaNet bài số 9 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thuật toán liên quan đến face uh, recognition như là phương pháp uh, one shot learning uh, cách sử dụng Siam's uh, network trong bài toán học uh, biểu diễn cho face uh, như thế nào là một triplet loss function và cùng implement lại một ứng dụng cụ thể trong bài toán với face buổi số 10 chúng ta sẽ chuyển sang domain về uh, uh, NLP với những kiến trúc uh, về mạng truy hồi ANN chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về LSTM và GRU là hai biến thể của INN và cùng triển khai xây dựng một uh, um, kiến trúc INN trong bài toán về dự báo chuỗi thời gian. Buổi 11 chúng ta sẽ cùng giải phẫu về kiến trúc Transformer uh, thông qua việc phân tích cơ chế attention ẩn đằng sau kiến trúc này và nội dung của một uh, các các thành phần cơ bản của một transformer architecture và những uh, bài toán NLP chính có thể được giải quyết từ transformer. Buổi 12 chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kiến trúc uh, trong các kiến trúc phổ biến trong lớp bài toán CAN 13 thì chúng ta sẽ đi vào các kỹ thuật uh, deploy model và convert model buổi về thì chúng ta sẽ cùng thực hiện một final project um, yêu cầu cho khóa học này thì uh, đối với khóa học này chúng ta sẽ sử dụng những uh, free uh, những nguồn tính toán free như là collab và kaggle ngôn ngữ được sử dụng cho khóa học là python và java framework deep learning chính được sử dụng xuyên suốt khóa học là pytorch, pytorch lite, tensorflow và keras. Trong khóa học thì mỗi một buổi học chúng ta sẽ có bài tập về nhà bao gồm có 5 đến 10 câu hỏi cho mỗi uh, cho mỗi buổi. Và các bạn sẽ cần phải hoàn thành những bài tập về nhà này và có xếp hạng chấm điểm song song với việc làm bài tập về nhà thì chúng ta sẽ có một cuộc thi trên Kaggle để cùng nhau luyện tập kỹ năng về xây dựng mô hình. Một final project giúp bạn uh, có cái nhìn về làm production. Điều kiện để các bạn có thể được cấp chứng chỉ của khóa học đó chính là hoàn thành trên 80% các bài tập về nhà, tham gia vào các cuộc thi trên các cổ tham gia vào cuộc thi trên các cổ và hoàn thành final project à, mình vừa trình bày xong tất cả những nội dung uh, liên quan tới khoa học deep learning và mình chúc các bạn trong thời gian tới sẽ um, có được những kiến thức hữu ích khi tham gia khóa học này cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi